Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng phần mềm XMEE để xem camera và đầu ghi hình trên điện thoại di động. Để sử dụng ứng dụng, các bạn tải ứng dụng trên kho ứng dụng của Apple Store. Các bạn vào Apple Store chọn phím Search, sau đó bạn gõ chữ XMEE rồi tìm kiếm. Sau đó các bạn cài đặt ứng dụng giống như cài đặt bất kỳ một ứng dụng bình thường nào khác. Ở đây mình đã cài đặt ứng dụng nên nó sẽ hiện sẵn chữ Open. Mình mở ra luôn. Thì khi mở ứng dụng ra, ứng dụng sẽ yêu cầu mình đăng nhập tạo một tài khoản. Ưu điểm của việc tạo một tài khoản này thì chúng ta chỉ việc khai báo thông số của camera hoặc đầu hình một lần, và lần sau nếu như trường hợp mình có cài lại máy hoặc là mượn máy của người khác cài ứng dụng lên, mình chỉ cần đăng nhập vào đúng tài khoản của mình thì toàn bộ các thiết bị vẫn còn nguyên ở trong tài khoản, mình không phải khai báo lại. Để tạo tài khoản, các bạn chọn vào Register một username, các bạn chọn tên đăng nhập. Password. Phần email, các bạn nhập email của các bạn vào. Lưu ý là cái email này phải đang sử dụng bình thường để nhà cung cấp dịch vụ còn gửi các email thông báo về tài khoản các bạn. Sau khi khai báo các thông số, các bạn bấm Register để đăng ký một tài khoản mới. Sau khi bấm Register, nếu như ứng dụng báo Register fail user exit, tức là tên người dùng này đã có sử dụng, chúng ta chọn sang một cái username khác. Nếu chúng ta đăng ký tài khoản thành công thì ứng dụng sẽ báo register successfully. Ra bấm OK. Trường hợp chúng ta không muốn đăng ký một tài khoản, chúng ta vẫn có thể sử dụng được ứng dụng cách bình thường bằng cách chúng ta bấm vào Local Login. Khi bấm vào Local Login cũng giống như khi chúng ta đăng nhập vào tài khoản, thì ứng dụng sẽ vào trang giao diện mặc định là Device List. Ở đây thì ở Device List này chúng ta có biểu tượng menu, là bao gồm có các cái menu của ứng dụng. Device List là danh sách các cái thiết bị chúng ta đã gắn vào, như là camera IP hoặc là đầu ghi hình. Phần Local Record này chính là cái thư mục chứa cái file ghi hình camera của ứng dụng. Local Album là thư mục chứa ảnh chúng ta chụp từ trên ứng dụng về. Phần Local Setting là cài đặt các thông số cho ứng dụng.
Chúng ta vào Device, ở mục Device này chúng ta muốn gắn thêm thiết bị vào, chúng ta chọn vào biểu tượng hình dấu cộng ở góc phải màn hình. Ở trong mục Add Device này chúng ta có hai sự lựa chọn, một là Menu Add và Quick Config. Thông thường chúng ta chọn Menu Add. Ở mục Device Name chúng ta đặt tên tùy chọn dòng thứ hai đến mục Serial Number. Ở dòng này chúng ta nhập số ID của đầu ghi, trong trường hợp chúng ta sử dụng xem camera đầu ghi hình bằng công nghệ điện toán đám mây, hoặc là địa chỉ IP của đầu ghi. Nếu chúng ta nhập địa chỉ IP của đầu ghi thì đầu ghi sẽ chỉ xem được qua mạng LAN, là mạng nội bộ ở tại khu vực lắp đầu ghi, hoặc là domain. Domain là một cái tên miền để xem camera thông qua mạng internet. Username admin, password. Password này là password của đầu ghi, các bạn nhập vào đây. Ở phần port có nghĩa là cổng thì các bạn nhập port mặc định là 34567. Các bạn lưu ý cái port này các bạn phải xem ở trên đầu ghi hoặc camera, rất có thể là các đơn vị lắp đặt camera đã thay đổi cái port này để khai báo ở trên modem. Sau khi nhập khai báo xong qua thông số, các bạn bấm OK để add thiết bị vào. Sau khi add thiết bị vào, các bạn vào phần device thì nó sẽ hiển thị ở đây. Trước tiên các bạn cài đặt khai báo thiết bị ở trên ứng dụng, các bạn phải đảm bảo một điều rằng thiết bị của bạn đã được kết nối và hoạt động bình thường. Nếu muốn xem qua mạng internet thì các bạn phải khai báo ở trên đầu ghi và ở trong modem mạng của mình. Thông thường thì cái bước khai báo cài đặt xem qua mạng internet thì sẽ do các cái công ty cung cấp hệ thống camera giám sát sẽ cài đặt và hỗ trợ các bạn. Khi đã add thành công đầu ghi hoặc camera IP vào ứng dụng, các bạn có thể xem đầu ghi. Nếu muốn xem đầu ghi nào, các bạn chỉ bấm chọn vào đầu ghi đấy. Khi các bạn bấm vào thì đầu ghi sẽ hiển thị số lượng camera của đầu ghi đang có. Các bạn muốn xem camera nào, các bạn bấm vào chọn hình camera để xem. Ở đây thì khi các bạn chọn một camera thì nó sẽ hiện lên một hình. Các bạn muốn chia 4 hình hoặc 8 hình, 16 hình, các bạn vuốt ở thanh menu bên dưới này. Chia 4, chia 8 và chia 16 đối với đầu 16 kênh. Các bạn quay trở lại chế độ chia 1 camera. Chế độ chia 1 camera, các bạn cũng có thể vuốt sang bên trái hoặc vuốt sang bên phải để chọn xem từng camera một. Ở thanh menu bên dưới có tính năng ghi hình, là ghi trực tiếp vào hình ảnh đang phát vào điện thoại. Đây là tính năng ghi hình, là ghi trực tiếp đoạn video đang xem trực tiếp vào trên điện thoại của mình. Biểu tượng máy ảnh là tính năng snapshot chụp ảnh, là chụp ảnh camera và lưu vào điện thoại. Biểu tượng hình ngôi nhà này là menu. Và menu này các bạn có các mục như là encode config, mình không quan tâm, đây là chế độ mã hóa, record config là cài đặt cái thời gian và độ dài của đoạn video ghi, memory config giới hạn cái dung lượng ghi vào điện thoại, và một cái phần đặc biệt quan trọng nhất mà chúng ta hay sử dụng đấy là remove playback, là chế độ xem lại camera trên điện thoại di động. Khi các bạn chọn vào remove playback
thì ở trên ứng dụng sẽ hiện ra một camera chúng ta đang xem để chọn ngày tháng năm cần xem. Chúng ta vào biểu tượng ngày tháng năm ở trên góc phải, chọn kênh để xem lại. Sau khi chọn kênh, chúng ta chọn tháng. Sau đó chúng ta chọn ngày. Sau đó chúng ta chọn năm. Ở cái mục chọn năm này thì rất ít sử dụng, bởi vì thông thường các hệ thống camera giám sát chỉ lưu được trong vòng độ khoảng từ 10 đến 30 ngày tùy từng dung lượng ổ cứng. Sau đó chúng ta bấm OK để xem lại đoạn video trên điện thoại di động. Các bạn lưu ý là khi xem lại trên điện thoại di động thì rất có thể là phải chờ đợi một khoảng thời gian trễ rất là lâu, bởi vì nó phụ thuộc vào tốc độ mạng của từng khu vực. Trong khi xem lại này, ở dưới dòng dưới cùng có mục unit là các bạn chọn cái tỷ lệ chia của cái đường dữ liệu màu xanh ở dưới này. Đây chính là cái dữ liệu biểu tượng cho một ngày là 24 giờ. Các bạn chọn sang H này là chế độ chia theo giờ. Chọn sang chữ M viết tắt của minutes là chế độ chia theo phút. Nếu mà các bạn chia nhỏ hơn thì các bạn chọn sang second là chữ S là giây. Là sẽ chia thời gian đến tất cả phần giây. Để kết thúc xem lại, trong quá trình xem lại các bạn cũng có thể chụp ảnh xem lại hoặc là ghi lại cái đoạn xem lại vào điện thoại của mình luôn. Kết thúc xem lại, các bạn quay ra xem tiếp. Thông thường với hệ thống camera khi xem trên điện thoại di động hoặc là iPad, khi các chúng ta chia hình làm 4 hoặc làm 8 làm kênh thì hệ thống camera sẽ mặc định giảm độ phân giải của camera xuống để dữ liệu được load lên mạng một cách nhanh hơn. Khi chúng ta xem một camera thì chúng ta có thể chọn sang chế độ HD để xem. Trong trường hợp chúng ta có nhiều thiết bị, chúng ta quản lý nhiều thiết bị ở nhiều văn phòng khác nhau hoặc là ở nhà riêng, ở cơ quan, thì muốn xem một đầu ghi ở chỗ khác chúng ta quay lại. Mục Device chúng ta chọn xem một cái camera khác. Thì cũng tương tự như ở dưới, chúng ta chọn sang đây là đầu ghi hình AHD xem qua mạng sử dụng ID của thiết bị, tức là xem bằng công nghệ điện toán đám mây iCloud. Thì các bạn có thể để ý thấy là khi chúng ta xem thiết bị trên điện thoại di động sẽ thấy lâu hơn là trong trường hợp chúng ta xem bằng tên miền. Các bạn muốn xem một thiết bị khác, quay lại phần device list. Sau đấy các bạn chọn một thiết bị bất kỳ khác để xem tiếp. Đây cũng là một đầu ghi xem qua mạng sử dụng ID của thiết bị.
Local Recording.